Xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em về công việc bảo quản hàng tuần đối với máy xuồng cứu sinh. Mọi người sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên mọi người sẽ kiểm tra cái đường ống nhiên liệu xem có dò lọt gì không, và mọi người sẽ kiểm tra cái mức dầu nhờn trong các te bằng cách kiểm tra cái que thăm này. Cái mức dầu phải trong cái hai cái vạch cho phép. Sau đó mọi người sẽ tiến hành kiểm tra xung quanh cái khu vực của máy xuồng cứu sinh xem có lọt gì không. Sau khi kiểm tra kỹ tất cả các cái bộ phận trong cái tình trạng tốt thì mọi người sẽ tiến hành đóng cái nắp lại. Tiếp sau đó mọi người sẽ tiến hành kiểm tra cái két nhiên liệu. Để kiểm tra két nhiên liệu, mọi người sẽ kiểm tra bằng cái que thăm như sau. Mọi người sẽ kiểm tra cái mức nhiên liệu phải luôn ở trong cái giới hạn cho phép. Sau đó mọi người sẽ tiến hành kiểm tra battery, ắc quy đấy, và bộ nạp cho ắc quy. Sau đó mọi người sẽ kiểm tra tất cả các cái đèn báo hiệu bằng cách bật cái công tắc nguồn của ắc quy lên và bật các công tắc đèn sự cố. Đấy, mọi người sẽ kiểm tra đèn cabin này. Và đèn tín hiệu bên ngoài phải nhấp nháy như này. Sau đó mọi người sẽ tiến hành thử máy xuồng cứu sinh bằng chìa khóa như sau. Đối với khu vực mà thời tiết lạnh đấy thì mọi người sẽ bật sang cái nút hâm này khoảng vài giây. Nhưng mà ở khu vực này thời tiết nóng nên là tôi không cần phải giữ ở đó. Sau đó mọi người sẽ bật chìa khóa đè lên. Đấy, và quan sát cái đồng hồ của máy. Sau khi đè máy thì mọi người sẽ tiến hành thử máy tới bằng cách đưa cái tay điều khiển lên cái vị trí forward. Đấy, và một người ở phía sau sẽ quan sát chân vịt. Và sau đó mọi người sẽ tiến hành thử máy lùi bằng cách kéo cái cần này về cái vị trí lùi. Tương tự kiểm tra chân vịt phía sau. Và mọi người không nên thử quá lâu vì không có nước làm mát. Nếu mọi người thử lâu quá sẽ gây hư hại cho bộ lòng kín chân vịt. Sau đó mọi người sẽ stop bằng cách kéo cái cần stop này. Đến khi máy stop, người sẽ ấn lại. Sau khi thử máy thành công, mọi người sẽ tắt chìa khóa đi. Và mọi người có thể thử máy ở 3 vị trí: số 1 ắc quy số 1, boss nghĩa là hai ắc quy nối song song, và vị trí số 2 có nghĩa là ắc quy số 2. Đấy, và sau khi thử xong 3 vị trí thì mọi người sẽ tắt nút nguồn ắc quy ở vị trí off. Sau đó mọi người sẽ tiến hành thử máy lái bằng cách quay cái vô lăng này và quay hết trái hết phải.
và một người sẽ đứng đằng sau quan sát bánh lái. Và mọi người sẽ thử lái sự cố bằng cái cần lái sự cố như sau. Nắp vào vị trí lái xong, mọi người quay hết lái trái, hết lái phải, kiểm tra nó phải trơn tru mới đạt yêu cầu. Và trong trường hợp sự cố thì mọi người sẽ nhả cái nút sổ sự cố như sau. Ở cái cần nhà sự cố thì có một cái chốt, mọi người sẽ xoay sang cái vị trí có cái rãnh để rút chốt ra. Đây tôi chỉ làm mô phỏng thôi. Đấy, sau đó mọi người sẽ rút chốt ra và kéo cái tay cần điều khiển về phía sau, kéo rất khoát về phía sau. Đấy, khi đó cái nút nhả sự cố sẽ tự động nhả và xuồng sẽ tự động khi xuống biển trong trường hợp sự cố. Nếu cái cần điều khiển từ xa mà bị sự cố không nhả được thì mọi người có thể kéo cái cần emergency nhả sự cố này cách giật mạnh bằng cái thanh kéo này, hoặc cầm trực tiếp vào cái cần này, chúng ta tác động lực rất khoát. Khi đó nhả ra. Xin chào toàn thể anh em.